cấp nguồn đây. Cấp nguồn thì còi sẽ kêu 2 tiếng báo hiệu đã có nguồn này. Rồi bây giờ che vào cảm biến khoảng cách. Đấy, che vào máy bơm quay. Thả ra. Tắt, che vào. Đấy, bây giờ tắt, che vào. Đấy. Đấy, lắp thêm nguồn diốt. Động cơ này. Đây, cảm biến khoảng cách này. Đấy. Thay đổi đi biến trở để thay đổi cái khoảng cách hoặc là để nguyên như này cũng được. Bật tay vào. Rồi, ok.